nghệ sĩ hải ngoại xúc động đến viếng ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Những nghệ sĩ như Trixie Phương Trinh, Bằng Kiều, Quang Minh, Hoa hậu Thu Hoài đến tịnh xá để viếng ca sĩ Phi Nhung. Dù lễ tang ở Việt Nam và ngày đưa nữ ca sĩ Phi Nhung về Mỹ chưa được gia đình thông báo cụ thể, các nghệ sĩ hải ngoại và khán giả vẫn cùng nhau đến chùa để viếng nữ ca sĩ, cũng như chia buồn với con gái ruột của giọng ca, thương lắm mình ơi. Giang đồng nghiệp xót xa khi nhìn Wendy Phạm bên di ảnh của mẹ. Phương Trinh đeo khăn tang cùng với Wendy Phạm trong lễ viếng ca sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ cho biết, lễ viếng giọng ca bông điên điển chỉ được tổ chức trong phạm vi gia đình tại Mỹ. Bạn bè và người thân ai biết thì đến, chứ gia đình không thông báo rộng rãi. Trixie Phương Trinh xúc động tâm sự. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim khi dì Út, dì ruột của Wendy, đeo khăn tang trắng lên đầu cho chị. Em của chị đã ra đi thật rồi. Nhìn di ảnh của em trên bàn thờ mà nước mắt cứ rơi. Cả tuần qua chị đi đến đâu ai cũng nhắc và thương tiếc cho em. Có những người chưa hề quen biết em, mà họ cũng khóc mấy ngày liền khi nghe tin em mất. Một cô gái chất phác quê mùa ngày nào không ai biết đến. Giờ đây có cả triệu người Việt Nam trên thế giới đau buồn vì sự ra đi của cô ấy. Nghệ sĩ Quang Minh viết lời tiễn biệt đàn em. Thật không ngờ lại có ngày này. Hôm nay anh đến thắp cho em một nén hương thương tiếc tiễn biệt. Anh mong em ra đi thanh thản. Trước kia nam nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng khi hay tin Phi Nhung qua đời sau thời gian chống chọi với dịch bệnh. Xuất hiện tại tịnh xá còn có ca sĩ Thanh Thảo. Giọng ca tình yêu của tôi đến không chỉ để thắp hương cho đồng nghiệp, mà cô còn ân cần nhắn nhủ động viên Wendy cố gắng giữ vững tinh thần trước sự ra đi của mẹ. Hoa hậu Thu Hoài cũng có mặt từ sớm để viếng giọng ca con gái của mẹ. Cô bày tỏ, sáng nay thức sớm chạy đi mua hoa để quà thắp hương cho chị Phi Nhung. Chị ở đó tươi xinh thiệt là đẹp, mình nhìn mà không nghĩ chị đã đi rồi. Năm nay tôi mất một người chị và một người bạn yêu quý của mình, đều tên Nhung, lòng nặng trĩu. Trước đó chuyên gia trang điểm Nhật Bình cũng sắp xếp thời gian đến viếng bạn thân, anh viết trên trang cá nhân. Cứ nghỉ ngơi bình yên nha, cả nhà thương bé. Anh cũng là người thường xuyên đến đây để hương khói cho bàn thờ của nữ đồng nghiệp quá cố. Phi Nhung rời cõi tạm, đàn con thơ lại thêm một lần mồ côi, dân mạng lo số phận sẽ xô đẩy về đâu. Vào ngày 28 tháng 9, thông tin Phi Nhung qua đời sau một tháng điều trị COVID-19 khiến cho bạn bè và người hâm mộ vô cùng thương tiếc. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi quá đột ngột, cũng có rất nhiều người thể hiện sự lo lắng cho đàn con thơ mà lúc sinh thời Phi Nhung đã nhận nuôi. Thời điểm Phi Nhung vẫn đang nằm trong bệnh viện để tiếp nhận điều trị, một nguồn tin từ bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, mỗi khi ai đó nhắc đến con gái ruột Wendy cùng 23 đứa trẻ mồ côi mà Phi Nhung đã nhận nuôi, giọng ca phải lòng con gái Bến Tre đều bật khóc xúc động. Nếu nguồn tin này là chính xác thì có thể thấy, mặc dù bản thân đang rơi vào tình trạng ngặt nghèo, nhưng điều Phi Nhung quan tâm hơn cả vẫn chính là những đứa con của mình. Thời điểm này khi Phi Nhung đã ra đi, những đứa trẻ cô từng nhận nuôi một lần nữa quay trở lại cuộc sống cơ nhỡ, không còn được mẹ ôm ấp bảo bọc và chở che. Điều này đương nhiên khiến đông đảo cư dân mạng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Bên dưới bài đăng gửi lời chào đến mẹ Phi Nhung của Phạm Thiên Ngân, cô con gái nuôi sinh năm 2003 của cố ca sĩ, nhiều người đã để lại bình luận động viên cô. Trước sự việc đau lòng này, ca sĩ Trixie Phương Trinh, vợ cũ của nam nghệ sĩ Bằng Kiều, cũng đã có một bài đăng xúc động trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ ca sĩ hải ngoại xác nhận mình sẽ là người lo lắng cho các con nuôi của Phi Nhung. Các con nuôi của em đã có chị lo, còn về phía con gái ruột Wendy của cố ca sĩ, cô bé sẽ luôn được bà ngoại cùng những người thân trong gia đình chăm sóc và bảo vệ. Ngay sau đó, động thái này của Trixie Phương Trinh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng mạng. Tin buồn, bố nghệ sĩ Hoài Linh qua đời. Tin buồn được đích thân em gái nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ trên trang cá nhân. Thời gian gần đây, em gái nghệ sĩ Hoài Linh gây lo lắng khi liên tục đăng status cho biết sức khỏe của bố ruột không được tốt và mong mọi người cùng cầu nguyện. Đến tối ngày 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Phương Trang, em gái ruột của nghệ sĩ Hoài Linh, đã đích thân báo tin buồn trên mạng xã hội. Trên Facebook cá nhân, Phương Trang đau xót cho biết bố ruột là ông Võ Tòa đã qua đời vào lúc 8 giờ 18 phút ngày 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Nữ ca sĩ nghẹn ngào nhắn nhủ đấng sinh thành: bố ơi, con hãnh diện vì được là con gái của bố. Cả đời này con mang ơn bố ơi. Cùng lúc đó, Dương Triệu Vũ đã đổi ảnh đại diện sang hình của bố để tưởng niệm. Rất nhiều khán giả, bạn bè đã gửi lời chia buồn và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.
Được biết, bố nghệ sĩ Hoài Linh năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông và vợ sinh sống tại Mỹ và thi thoảng sẽ về Việt Nam. Lúc sinh thời, bố nghệ sĩ Hoài Linh khiến các con ngưỡng mộ vì có tình yêu đẹp với vợ và luôn dành hết thời gian cho gia đình. Nghệ sĩ Hoài Linh từng chia sẻ, bố tôi chưa bao giờ la mắng các con hay cãi nhau với vợ, bố tôi là người đàn ông thương yêu gia đình hết mực. Nói về tình yêu của bố mẹ, Dương Triệu Vũ từng cho biết, bố mình cũng khá dữ dội khi nhất quyết không cho mẹ học lái xe, dù hai mươi mấy năm bên Mỹ, để đi đâu cũng phải đi chung với nhau, đi làm cũng làm chung chỗ. Người này về Mỹ mà người kia ở lại thì sẽ có người bệnh, người này đi chơi mà không có người kia thì sẽ nhớ da diết chị muốn về. Mạnh Quỳnh lấy vợ xinh đẹp bí ẩn, có ghen với Phi Nhung hay không? Vốn là người khá kinh tiếng về chuyện riêng tư, ca sĩ Mạnh Quỳnh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi biết tin anh kết hôn với một cô gái xinh đẹp người Mỹ gốc Việt vào năm 2004. Bà xã của giọng ca Người Phù kéo mồ câu có tên Cẩm Diệu. Theo tiết lộ của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung chính là người xe duyên cho anh và bà xã hiện tại. Cũng vì vậy, vợ của Mạnh Quỳnh rất hiểu về mối quan hệ giữa chồng và Phi Nhung, nên không bao giờ ghen khi hai người hát chung với nhau và có những cử chỉ thân mật trên sân khấu. Mạnh Quỳnh cho biết tính cách của anh và bà xã là hai thái cực trái ngược nhau. Nếu như anh sau hơn 20 năm vẫn giữ lề lối sống của người Việt, thì vợ anh do sống ở Mỹ từ nhỏ, nên có quan niệm và cách sống rất Tây. Giọng ca Người Phù kéo mò câu cho rằng đây cũng là lý do khiến vợ chồng anh đến với nhau và gắn bó nhiều năm qua. Sau khi Phi Nhung ra đi, danh tính về chồng cũ người có con chung với Phi Nhung cũng được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Sáng ngày 6 tháng 10 tại Mỹ vẫn diễn ra lễ cúng thất cho Phi Nhung. Tại buổi lễ có rất nhiều anh em bạn bè của gia đình Phi Nhung tham dự. Wendy, con gái ruột duy nhất của Phi Nhung, tiều tụy bên di ảnh của mẹ. Ai cũng khóc thương cho cô bé vì hoàn cảnh quá éo le. Tại đây, Mạnh Quỳnh cũng có mặt bất ngờ thông báo một tin rất quan trọng. Anh sẽ nhận Wendy làm con. Anh thổ lộ, sau khi làm xong tang lễ cho người tình xong xuôi, anh mong muốn được nhận Wendy làm con, muốn được thay Phi Nhung bảo vệ chăm sóc đứa con gái duy nhất của Nhung, muốn là một người bố có điểm tựa để có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn, muốn nhìn thấy Wendy được yên bề gia thất như mong muốn của cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi nghe được tin này, liệu rằng bà xã Mạnh Quỳnh có bị sốc hay phản đối gì chăng? Phi Nhung qua đời và tâm nguyện đầy xót xa của nữ ca sĩ khi tấm vé đoàn tụ cùng con gái ruột vẫn còn dang dở. Vào ngày 28 tháng 9, nữ ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 49 sau một trận chiến ngoan cường với Covid-19. Thông tin trên khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ cũng như dư luận bàng hoàng khi trước đó đại diện của nữ ca sĩ thông báo cô vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực. Trước đó có nhiều thông tin về Phi Nhung sang Mỹ giữa ồn ào, ekip của nữ ca sĩ tiết lộ, để an toàn cho bản thân giữa cơn bạo bệnh, Phi Nhung đã dời lời sang Mỹ để đoàn tụ cùng con gái và ở lại Việt Nam với lý do thành phố đang đầu như thế này, nhiều người còn đang bị dịch, ở đây có ích gì. Khi mọi thứ tốt hơn, tôi không cảm thấy tội lỗi khi đi đâu. Ca sĩ quá cố Phi Nhung sau đó, cô bỏ vé máy bay ở lại và hành trình từ thiện của mình khi quyên góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo cho người nghèo cũng như tham gia nấu ăn cho bếp ăn từ thiện. Theo tiết lộ của ông bầu Đỗ Quang Chí, nữ ca sĩ quá cố cũng đã chăm sóc sức khỏe bằng cách xét nghiệm Covid nhưng không may, cô bị lây nhiễm vi khuẩn không rõ nguồn gốc. Đối mặt với tình huống này, cố ca sĩ đã tỏ ra mạnh mẽ. Không sao đâu, Phi Nhung sẽ mạnh mẽ vượt qua. Nhưng có lẽ nữ ca sĩ quá cố không ngờ rằng tấm vé mà cô đã hoãn sang Mỹ đoàn tụ với con gái sẽ mãi mãi không còn cơ hội để thực hiện. Và dù đã chiến đấu dũng cảm, nhưng cô đã không qua khỏi. Sự ra đi của Phi Nhung để lại niềm tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ sau gần 2 thập kỷ cống hiến cho âm nhạc. Những bản tình ca bất hủ như Sông Quế, Bông Điền Điệp,